Nó thế đây một con bạn ơi. Hả? To đấy. Con à? Bắt được chưa? Một con hay mấy con? Con. Này. À, lóc gì? Lại lóc các bác ạ. Chết với anh Lóc luôn. đôi. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của hai anh em mình nhé. Hôm nay anh em mình là sẽ đi bắt cá lóc đuổi các bác ạ. Đây hôm nay anh em mình sẽ tát cái vúng này trước các bác nhé. Đây đồ nghề của anh em mình chỉ có hai cái này rồi bác. Anh em mình sẽ cùng tát nước nha các bác nhá. Mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Nguyên cá lóc đuổi luôn các bác. Giờ mình sẽ tan cho các bác nhá. Không biết có con gì không các bác ạ. Cho anh em xem có con chết gì không nhá. À, hôm nay lại say nữa rồi các bác ạ. Đây này. Cá lóc đuổi các bác nhá. Trốn hả? Lại có tén rồi. Bạn này có vội có của nó sống hay là làm cá lóc gọi à nhảy nhỉ. Thôi từ 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 làm chơi cá lóc nhảy cá lóc gọi thì cầm được ở trên mình cá này có người chê các bạn còn anh em để chê cái gì. Cái cảm xúc buồn luôn. Đây đây đây. Ôi đúng là cá lóc đùi các bác ạ. Toàn rút trên đùi không chèo đùi à? Đây các bác ạ, đây này. Nó định chèo đùi cơ. Đúng rồi đó. Tôi vào tôi mò cho chứ. U lại đây này các bác ơi. Cá lóc đúng là cá lóc đùi thật. Đấy đúng Này. rồi, đây Đây cá này. lóc đùi này. Toàn ở trên đùi thôi. Trong vào đấy hay là gì Ui, vậy? ui. Phải mấy em đấy à? Ui, em phải to ấy. À. Ui. Ui. Đây đây đây. Ui. Thế anh em mình không cần tát này. Ui rồi, biết thế. Đây anh em ơi. Đấy. Vũ này đã được 6 7 con rồi các bác nhá. Cũng có thành quả rồi. Ui, ui lại có, Lại có à? Lại có. Gì à? Tao lóc đùi, tao lóc đùi. Tao lóc hàng các bạn ơi. Lóc đùi. Tao hàng nó ở trên đùi thôi. Gặp con nào đâu có nó nhảy nó chim nhảy thế ơi nó đi theo đi nó lốt đi nó gặp đâu chim nhảy chim kia hẳn rồi chim coi đây à đây này nó trong này này hiểu không sáng nay được chưa cầm một con mua một con này ủa toàn ở trên đùi ủa dạ rồi rồi ui mà còn là chứ không biết được sờ thì thấy một con chọc nó lạ lắm các bác ạ. mày lại tốn hả À đấy. chết sủng à. Đấy. Đây các bác ơi. Trong vòng 6 phút được 7 con. Ngon. Cho hết chưa bạn này, chuyển đi vùng khác đi.
rồi. Thì mới cũng lấy tầm 6 7 con là đủ ăn nhỉ. Ừ. Tạm tạm nhỉ. Vùng thứ hai các bác nha. Gặp một em rồi. Em xem. Đây này. À. Lại có té rồi. À. Chết rồi đấy. Cá vào có khác nhỉ. Cá lái gì chứ. Hả? Các bạn. Các hết rồi bạn. Con bé mà. Sống chọc mạnh cái gì nó mới ra bạn ạ. À? Ôi chết, chọc mạnh nó mới ra kìa. Chọc mạnh nó mới ra con này. Ôi, lỗ này khít. Con này mua nó bé quá. Là phải lấy cái chọc nha. Chỗ con nào nữa không bạn? Đây anh em ơi. Sau thời gian anh em mình tát chắc tầm 6 7 vuông các bác ạ. Cái này. Cá lóc à, trứng cá lóc à cái này bạn. Ừ. Ồ, vàng trứng cá lóc ấy. Trứng cá lóc đổi à? Thì nó cho vào thịt nó luôn. Một tầm mấy cân vậy này? 2 cân chứ. Chắc tầm mấy? Ừ, 2 cân thôi. Nhưng tại cái giỏ này có tưa nó rơi vào tầm 4 cân. Và cái này nó thịt mình được. Cái giỏ 2 cân. 2 cân. Đấy, giờ anh em mình sẽ xuống cái đồi còn tầm 2 cây số nữa. Xong rồi đến suối. Đồi 2 cây số các bác nhé. Làm sao? Đường quay lại là nó 4 cây luôn. Sáng tầm 7 giờ các bác ạ. 9 giờ anh em mình đến. Còn bây giờ anh em mình bắt cá xong rồi anh em vừa chưa vừa đói bụng vừa ấy. Rồi phải lại đi bộ mò xuống. May được cá. Kiểu gì một tí anh em mình cũng phải có một hai cái món độc lạ cho các bác xem. Đi nữa đến suối là anh em sẽ nghỉ ăn trưa nha các bác nhé. Hành trình gọi đi làm video cho các bác cũng hơi vất vả anh nhá. Giờ về 2 cây số. Ôi mệt quá.
Đây cũng là một địa điểm khá là đẹp các anh em nhá. Bây giờ anh em mình vừa đến bến khe sau thời gian hơn 1 tiếng các bác ơi. Bây giờ anh em mình sẽ làm món cá lóc gỏi các bác nhá. Cá lóc gỏi này. Không biết có ăn được không nhưng mà thằng bạn mình bảo ngon lắm các bác ạ. Hôm nay anh em mình sẽ làm 2 món thôi các bác nhé. Một món gỏi và một món nướng. Đây gia vị của anh em mình này. Mùa này là thích hợp với các bác này. Quả sim rừng đây này. Đẹp chưa các bác? Đấy. Và này mang về cho tớ hay một quả để tớ ăn cái bụng ấy nữa. À đây đây, cái đồ chưa này. Đây bạn cho bạn 3 quả rồi này. Không biết cái đầu cá lóc có ăn được không các bác? Không, nó giống như cái kia. Ớt các bạn. Mặt khen. À mặt khen quyền đấy. Đẹp nhỉ bạn nhỉ, thịt nó đẹp lắm, giống như cá pro luôn nhỉ. Nó cứ bỏ cái thớt ra à, nhưng mà bỏ kia nó chụp ngay đúng không, nó đẹp mà, tôi bảo tôi ăn một lần nó ngon. Có ngọt không? Vàng đấy. Thế làm cá nhảy đi nhỉ. Con này nhảy sẽ nó ra hậu môn mất. Đấy, cái đuôi nó để tầm đấy xong thì mở nhau đẹp. Ê, nè, cái kiểu người ta cứ bế như gì nhỉ? À đúng như là... Có cho trâu đúng không? Ừ, đúng như là có cho trâu đấy. Cho nó rơi rồi đấy. Chuyên nghiệp phết nhỉ. Đấy các bác ơi, sau một thời gian anh em mình đã làm xong tất cả các món ẩm thực hôm nay của hai anh em mình nhé. Một là món cá quả các bác ạ. Thứ hai là món cá nước. Cá lóc đuổi nướng cả cứt. Ôi giời, mình ăn vừa gian rồi chuyện. Giờ cũng muộn các bác ạ, hơn 1 giờ rồi. Bây giờ mình sẽ cần chút xem cho các bác nhé. Em cứ làm như cái kẹp luôn nha các bác nhé. Mời các bác nhé.
Đây thôi, video anh em cũng khá lâu rồi này, mời các bác ăn. Đây mời tất cả các bác nha. Canh với anh em, món cá gỏi với lại cá nướng. Hôm nay em vừa làm canh. Còn một đống này đống rau lợn các bác nhé. Đấy thôi. Còn lá chanh, lá chanh rừng gọi là anh em muốn qua các bác ạ. Đấy thôi, video anh em cũng quá lâu rồi. Anh em xin được kết thúc video của mình tại đây nha. Chào các bác. Chào các bác. Bây giờ chào không quên.